Nhờ giới thiệu với các bạn trận đấu sắp diễn ra là kèo đánh 3-3. Bên ba bên đây gồm Thọ Bến Tre, Tài Nhỏ, Hòa Lửa là Đầu Giò đánh sân 13m. Ở bên kia là Ba Đời, Hiếu và Bằng đánh Kỳ Pháo cũng đánh sân 13m luôn. Đến 16 điểm trận đấu bắt đầu, điểm 0-0. Điểm 0-1. Sao chú sân không đi lượm bóng mà để cầu thủ lượm bóng vậy? Điểm 1-1. Điểm 1-2. Không đếm điểm nữa hay không? Bóng ngoài. Điểm 1-3. Điểm 2-3. Hay quá. Nè, đá là nhẵn
rồi là bắt tao bắt ôm lên. Bắt rồi vậy đó. Điểm 3 điều. Rồi. Điểm 3-4. Điểm 3-5. Điểm 4-5. Hay quá. Mày tập trung xuống tiếp này nữa. Điểm 5 đều. Điểm 6-5. 6-5 á. Không đếm điểm nữa hay không? Không đếm điểm hồi trời là sẽ lộn. Rồi.
Hay quá. Ê bộ có năm gói nè. Vô mà lá vô không? Buông cái sáu điều. Bên đây còn 8 cây. Ngoài luôn ở đây á. Bây giờ còn 8 cây. Rồi bên đây, bên đây. Điểm 76. Điểm 67 xin lỗi, điểm 67. Hay quá. Điểm 7 điều. Quá hay ha. Thấy chết trong tay rồi mà cứu được. Hay quá. Bóng ngoài. Tám bảy. Để làm gì?
rồi. Điểm điểm lớn lên. Thịnh điểm luôn đi Thịnh. Mà đợi điểm nhiêu xíu à. Hay quá. Điểm 8 đều. Hay quá ha. Hay quá. Quá hay. Lại cái bóng quá trời. Giống như là 5 xl đó. Tám chín, mình điểm điểm bên đây là 8, bên kia 9, bên đây giao không à? Ừ, kia đó thoải mái, họ ra cả ngoài luôn. Tám chín, bính 16 điểm, nhiều. Thôi xin nãy đá ngoài nhiều lắm ông ơi. Đá mà có chục á. Quá hiểm. Tám mươi chứ phải không tám. Điểm 90. Rồi cái này điểm là 9-10 các bạn.
Cái đó ngoài à? Điểm 10 điều. Hay quá. Động cây rồi. Bớt giỡn. Bớt cái gì đó bằng. Bằng ơi. Bằng. Mày có con nhỏ quá không có đâu. Điểm 11, 10. Có gì kỷ niệm không chú? Ừ. Có con đăng ký hay gì nè. Lên không nổi đâu. Con tiền để xài đi phải ơi. Sâu luôn mẹ. 1-0. Quá hay ha. Điểm 11 điều. Tôi nghe đổ cho tôi lên YouTube các bạn. Rồi. Theo rồi ha. Rồi. Rồi qua đi. Bình thường nói ừ đâu có đó sân nào đó lại coi bóng chuyện gì đó đâu ngoài đâu. Trời ơi, ông đến sân tôi rồi. Điểm 12, 11. Bánh đường hả? Họ không bằng ba đà tay nhỏ đó. Trời. Điểm 12 điều. Cái dài
Hay quá. Nãy giờ bay hai trái gì đó thằng bằng á. Cái pha bóng này sẽ lên TikTok luôn đó nha bạn. Lên TikTok luôn á. TikTok chắc ăn có các bóng lên TikTok. Điểm 13-12. Cái xe này cứu ba trái rồi đó. Ba trái rồi. Cái trước giấy rồi, trước lúc mà điểm nhỏ là chứ nó cứu trái nó bay qua đây nè. Quá là còn té 2-3. Trái là khắc hả chú? Hả? Đang lên khoảnh khắc thứ tốt. Chưa còn 2, còn 2. Thêm bằng mát đồng tiền kia kìa. 4-2 rồi. Quánh gì em thường cũng mát đồng tiền á. Không bao giờ cái xe này là có cửa ăn rồi. Ừ. Quánh hết mình ha. Một thực thực vậy đó bạn ơi. Mày hay. Thực thực đi ăn thôi cũng bị. Mày hay lắm bạn ơi. À bạn rất hai trái đẹp thiệt trời. Hay lắm bạn con. Trời ơi. Rồi đi ra sân cho ta đánh ra. Điểm 14-12 điểm lớn lên. 4-2. Hay quá. Điểm 13-14. Nhưng mà cái đó thủ là dở, tại vì cái đó không thể nào đứng ngoài sau được. Mà mình đứng phía sau. Mình cũng phải đứng xa lưới một tí chứ đâu có phải đứng sát lưới được. Lý đó rồi ông đỡ cho được chứ dù ông đỡ lên cũng đâu có nổi. Ông đoán là người ta dưới rồi mà giờ nó giật lưới nó giật xuống dưới sao mà không xoay chuyển tình thế được. Chứ nó phải chịu rồi, chứ đó là nhưng mà nó bắt được cái đó thì nó hay đó. Điểm 14-13. Ăn cái này ăn nè bạn ơi. Thử rồi đó. Rồi đó. Bốn không vào lưới. Điểm 15-13. Giật mình nó đó thôi. Trời ơi. Đá qua là ông ăn rồi mấy. Mấy bà nó đừng có la nè. Mấy bay. 15-13. Điểm 15-13 đó. Tốt
quá rồi kìa. Đó. Rồi 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 kìa bé. Chạy lên nó chiền này. Nhẹ kìa Hiếu. Rồi. Go. Nó đang theo rồi. Để cho bạn không có thế hơn. Thủ đây. Go. Hay quá. Kết thúc trận đấu. Ba đời bằng và Hiếu thắng hết rồi. Rồi. Đây nè, tôi cho ống dân em nhìn đây nè. Nè, ống cục tôi nổi luôn nè. Tôi xuống một lượt cục tôi nổi luôn. Quá trời bạn nó hay cái này. Đây. Cuốn cái bóng quá tuyệt vời luôn rồi. Mắc thở rồi, không có tuyệt vời đâu, mắc thở rồi. Mắc thở đây rồi. Đây là bằng dòng nghiền nè, xin chúc đội của bằng Ba Đời và Hiếu chiến thắng. Họ là ai? Hỏi ơi, họ là ai? Họ xe lại. Bài trái này bốn trái mới. Bốn trái lận. Xe này nó bài bốn trái. Cái trái này tôi thấy rớt là 100% là không thể nào cứu được đó. Mà cứu được đó. Quá trời hay. Không kịp nhưng mà vẫn đưa về chứ không biết kịp không. Nó về nhà xem lại coi là không kịp đâu. Em bay mà quá trời nhanh mà làm sao quay kịp. Quá hay. Thằng bàn quá này nó xuất sắc, quá xuất sắc. Bốn trái.